Hai bên cho các bạn mình là Linh đây và yes. Đây đã lâu lắm rồi mình không làm top những khẩu súng gì đấy. Lúc tụ gì đấy nào và bữa nay mình sẽ top những khẩu AK. Tức là dòng súng trường các bạn. Mà đây mình sẽ cụ thể là dòng AK các bạn nhé. Ở đây đây đây. Một thằng. Như thế. Ở đây bạn, vào đây. Ôi. Đừng có chạy, trời ơi nó chạy rồi. Rất. Nào. Đây 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 đây. Đừng 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 đừng. Chạy đây hai thằng luôn. Vâng, gió ca với đặc trưng là với một âm thanh to tổ bố luôn và nó cực khỏe, kể cả nó không tăng sát thương nhá. Rồi hôm nay mình sẽ làm những khẩu dòng không tăng sát thương các bạn nhé. Và ba trận chiến thôi, chỉ cần AK thôi, không cần nhiều đâu các bạn. Thôi, bây giờ nó có cái nhìn chậm chán thì rất hay các bạn. Tao ra đây, tao sáng đấy. Đợi, chúng nó vé vào đây các bạn. Xong rồi mình sẽ chạy. Ui, nó đã đây rồi. Nào chạy đây. Anh rơi rồi. Thôi. Nhanh lên. Sau cái đoạn heo bắt đầu nó lag cực kỳ luôn các bạn. Ôi, thôi. Sao nó phếu đây, còn phếu này. Nào, từ thôi. Nào, chạy đây. Giết rồi, nó giết rồi. 5 kill rồi. À đây, làm gì nữa đây? Mày làm gì đây? Ôi lag à, trời ơi. Ôi, tôi chết rồi, Chạy nhanh. Trời ơi, mình cứ tưởng là nó lag qua ra là mình lag. Ok. Ôi, tôi chết rồi. Mình không đổi được rồi, mình vừa lên mình bấm này phát cho là nó. À thôi, thế thì mình sẽ test hai khẩu AK-47 trốn hiền và AK Flame nhé. Mình sẽ so sánh ra hai khẩu xem các bạn xem. Mình sẽ có thực tế luôn. Các bạn xem bắn con này mã mà không chết vậy. Các bạn có phải công nhận là một điều là dạo này rất là lag không? Nào, quẩy lên. Đấy nha, chờ bố. Ây. Ui, đồ to kìa. Đồ to mình bắn sắp chết rồi đấy. Thôi, chạy nhanh. Nào, quẩy lên, bắn sáng. Bắn rất là phê quá. Những cái dòng này thì các bạn nên bắn cùng. Ui, sao nó lag vậy? Trời ơi, mình không nhận biết được nó chạy lên từ lúc nào luôn cơ. Quá lag luôn. Rồi. Tỏa sáng đây. Đó. Ui, béo. Chết. À. Ôi, chết à. Ui, đồ to bò vào kìa. Đâu, cố lên. Đúng rồi. Rồi, chết. Ok, mình biết rằng số xe đầu tiên. Đấy các bạn thì là mình thấy, cảm thấy là nó bắn không khác gì khẩu chiến hồn cả. Mình không so sánh chính xác là độ chính kiểu là ở bán C4 thì mình thấy cái khẩu AK-47 Flame này nó phổ biến hơn rất nhiều, có lẽ là chỉ là do nó kiểu nó có bán ấy, nó bán nó shop ấy, giờ chứ bán nó shop thì nó kiểu dễ ra sở hữu hơn. Chứ còn cái thời của trốn hiền thì kiểu bán ở trong kho bạc đúng không? Rất khó để giành được cái đấy quay vào đồ ngày mà. Bây giờ các thanh niên cái gì mà phải. Các mình nghĩ đấy là cái lý do mà các thanh niên vẫn thường trốn hiền hơn là so với khẩu AK Flame này. Không sao, rơi xuống đấy. Ủa sao đông giòn vậy? Nào, quay lên. Ui, đông lên. Gió mắc đông đúng không ạ? Ui, sao nó cạo hết thay mình rồi? Chúa nhanh. Nát rồi. Sao đâu không đủ hóa heo? Trời ơi. Bao nhiêu giòn này mà không đủ hóa heo các bạn ơi. Mình không hiểu. Ui, tôi chết rồi. Nhìn lên, ôi dồi ôi, không đỡ được. Các bạn nhìn quanh mình xem. Không biết là bao nhiêu con luôn. Ôi, mình phải test cái khẩu nữa đi. Đó, AK-47 râu. Vâng, cũng thuộc dòng AK và nó không khác gì hai khẩu trước các bạn. Và với một màu sắc tím. Tím mộng mơ. Đúng là mộng mơ. Và sẽ bắn thử nào. Có cảm giác là nó. Ôi, phần này hình như là bắn ra hơn sao ấy. Mình cảm thấy vậy. Thế là nó khác nhau à? Mình cứ tưởng là nó chỉ giống màu sơn thôi, khác mỗi màu sơn. Giết luôn. Ok. Chọc thế mà không chết chứ nó nháy đỏ các bạn. Thế là mình chọc vào không chết. Dị vậy. Trời ơi, và đấy mà mình cứ nghĩ là phải cần chiến 100% rồi. Thế mà thế bắt đầu. Vào đây. Này không có đeo tai nghe luôn.
kiểu các bạn cứ hình dung kiểu Sơn Tùng, nghe nhà Sơn Tùng ấy mà thằng biết mà nghe nhà Sơn Tùng ấy. Kiểu quẩy không cần không cần nhưng mà bắn cái này mình cảm thấy dễ bình thường hơn. Ui, bắn ra à, thế là bắn bình thường bạn, bắn hết cho xe đồ phê là sao kìa, sao mày cứ săn tao mày. Nào ra đây cận chiến con này đã, mình sẽ cố gắng cận chiến các bạn ơi. Ui đâu ấy, ui đâu ấy, chưa gì nó đã cào mình với Thanh rồi đấy. Cái đoạn heo nó bắt đầu rất lag nhá, cực kỳ lag luôn. Mày cào tao đúng không? Được hả? Đây mình sẽ, đây sẽ là một bản solo giữa bao nhiêu con đây, mình không biết phải là bao nhiêu con nữa. Bắt cua nào, bắt cua, bắt cua nào. Còn vướng một béo ở đây. Ui lag rồi, ui tôi xong rồi nào, từ từ thôi. Trời ơi sao lag vậy, sao lại quá lag luôn. Cái bản cập nhật này kiểu update nhiều đồ quá hay sao mà lắc cái khủng. Từ từ thôi, cứ chạy thôi. Ôi là gì đánh nhau, là gì đánh nhau. Ui ôi, ui ôi, cố lên. Ôi thế mà mình ăn được 2 kill nữa. Ok, chúng ta sẽ đến với top thứ 3, AK47 Silver. Yes. Và vẫn là đặc trưng. Ôi, chơi là rau găm luôn à. Ôi sao, mình sẽ gặp chiến bằng cái này luôn. Thế quá, phần AK râu kia đáng em phải gặp chiến được rồi. Rồi nói chung là mình không dám đeo tai nghe bởi vì nghe đến tai lắm. Chuyện. Nhìn cái con béo là thấy sự nguy hiểm rồi, mình biết ngay mà. À bắt cua hay đấy. À, à rồi một mình nó luôn các bạn ạ. Ui tôi chết rồi, tôi nghe đi nào. Trời ơi sao bị mắc cái cục kia, cái cục to tủ thì có hiểu luôn, sao lại mắc được cái cục đấy. Giết. Chạy đi, chạy đi, chạy đâu cơ, chạy đâu cơ, chạy ấy xe để hút mất. Trời ơi sao phải đấy em, tất nhiên là không hiểu sao lại bị tụt mất. Đợi phải quá, mình sẽ cố gắng kết thúc ván nhanh. Ok á, à, trời ơi có đi tành. À, này, láo. Ui, đeo tròi, ui, đeo tròi, mày thế, xuyên là mình cần chiếm á. Ấy, bố đây cày. Ui, véo. Véo. Trời ơi. Ui, tôi chạy. Ui, giết nó đi. Ui, đây. chết rồi. Vãi, đen quá, càng sau càng đen đây này. Đây, có con heo này các bạn. Rồi mình còn 700 máu, các bạn nghĩ mình sẽ có thể cân được nó không? À ui, có trẻ không? Nào, tỏ sẵn đây. Chết, chạy đi, chạy. Không kịp chạy luôn. Cô chạy sao mà được. Rồi, như dòng AK thì nó vẫn đặc trưng là cái âm thanh nó rất là to. Nhưng mà cái thế là nó không khác nhau loại bấy đâu ạ. Vẫn là kiểu các bạn với đặc trưng là bắn từ stream nó sẽ nảy lên đầu. Vẫn là đặc trưng là như thế nhá. Trời lag à? Quái. Thôi mình sẽ tiếp tục với khâu này đi. Đấy đen quá. Mình sẽ cố gắng trận chiến nào. Thế chứ tỏ là khẩu flame có vẻ ngon hơn. Nào ra đây. Đã sẵn đấy. Bắn phê. Còn đồ to này bắn cà phê luôn. Người nó to và nó không xin chơi bên nào. Ui toàn trẻ con nó khóc, khóc dưới nhà chơi đây. À đây, quá hết. Đợi ra đây. Ôi ôi bà chết mày rồi. Ui chua. Ui đầu đây. Trời ơi không hiểu sao mà nó đông như thế này được, vừa một tí đã một đống luôn rồi, thật kinh khủng thật. À cả chiến kia rồi, tỏ sẵn đấy. Để xin đây, nó ra đây, để nó sang này, chui vào đây. À là vào chuồng, vừa vào chuồng thì khoai rồi. Thôi xong, nó vào chuồng thì đã đứt rồi. Đầu to vào đây. Có chuyện bị cho con góc dưới nhà rồi.
Vai. Trời ơi. Thôi mình bắt đầu vãn đấy nhá. Chứ giờ có vẻ là hơi lắm khách dưới nhà. Chưa gì mà heo, chưa gì mà cho nó nhiều thế này chứ. Rồi chùa đang nằm phèo lắm, còn gì mà toàn phèo đây. Không đỡ được. Ôi, ok, có khi clip video tạm dừng đây nha. Bye, đẹp quá.